mượn xe chở khoai mì, cô gái chở cha, vượt 70 km, đi bệnh viện. Nhà nghèo, bị gãy chân không có tiền đi bệnh viện. Khiến vết thương nhiễm trùng của ông Dũng, có nguy cơ hoại tử, và phải vận chuyển bằng xe lôi, đến bệnh viện. Chiều muộn ngày 31 tháng 8, gần như tất cả y hay bác sĩ, điều dưỡng khoa cấp cứu, bệnh viện đa khoa Bình Thuận, đều bất ngờ và xót xa, khi tiếp nhận bệnh nhân nam bị gãy chân. Bệnh nhân được đưa đến từ Tánh Linh, trên chiếc xe lôi, dùng để chở khoai mì cũ nát, với đoạn đường hơn 70 cây số. Và vết thương chân phải đã nhiễm trùng, hoại tử, vì không đến bệnh viện điều trị, do không có tiền. Hơn một tháng trước, ông Trần Quốc Dũng, 51 tuổi, đang đi trên đường tại xã Suối Kiết, Tánh Linh, thì bất ngờ bị một chiếc xe máy tông ngã xuống đường bất tỉnh. Rồi bỏ chạy. Nạn nhân nằm ở đoạn đường vắng trong đêm, nhiều giờ liền, cho đến khi người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện Tánh Linh cấp cứu. Con gái ông Dũng là Trần Thị Kim Trang, 19 tuổi, phải bỏ việc nuôi cha. Tuy nhiên, với vết thương, gãy hai xương cẳng chân phải, cần phải phẫu thuật, vượt quá khả năng, nên bệnh viện Tánh Linh yêu cầu gia đình chuyển đến bệnh viện Bình Thuận. Khổ là nhà quá nghèo, đốt đuốc cũng không tìm ra, tài sản gì, bán hay cầm cố được vài triệu đồng, thuê xe chuyển viện và thuốc men. Trang đành gạt nước mắt, đưa cha về chiếc chòi lá chăm sóc. Sau hơn nửa tháng cắn răng chịu đựng, khi vết thương bị dò mủ, có dấu hiệu bị hoại tử, không chịu đựng được nữa, ông Dũng liên tục rên la. Hàng xóm quát thăm, thương tình, nhưng xóm lao động ai cũng khổ. Chung tay góp được 2 triệu đồng, giao cho Trang đưa cha đi bệnh viện. Với 2 triệu đồng, nếu thuê xe cứu thương, thì sẽ không còn tiền ăn uống, thuốc men điều trị, nên cháu quyết định mượn xe lôi chở khoai mì của người thân đưa cha đi bệnh viện, Trang cho biết. Vượt hơn 70 cây số, cuối cùng chiếc xe thần thánh cũng đến được thành phố Phan Thiết, trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Đi trên đường, nhiều xe tải, xe hơi ngang qua đều bóp còi, nhiều người còn vẫy tay chào, lấy điện thoại ra quay phim. Chụp ảnh. Chắc họ thấy cha con cháu ngộ quá, cô gái 19 tuổi vô tư kể. Điều khá bất ngờ là người bệnh nhân tóc bạc trắng. Già trước tuổi, trước đây là một nghệ sĩ cải lương, khá có tiếng tăm ở đoàn cải lương Châu Lan, sống bé. Ông Dũng gặp vợ là bà Tê tại Vũng Tàu, rồi dắt díu nhau về Suối Kiết, Tánh Linh, có với nhau ba mặt con. Khoảng 10 năm trước, ông Dũng và bà Tê ly hôn. Và ông Dũng vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Vài năm sau không may, bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, mất một phần hột sọ trên mang thai. Ông Dũng quay về lại Tánh Linh, thì bà Tê đã có chồng khác, đành dựng tạm một cái chòi gần nhà vợ cũ, sống lay lắt qua ngày. Nhờ cô con gái út chăm sóc, và bố thí của chồng xóm. Trang cho biết, anh chị đã có gia đình nhưng rất nghèo, không giúp được gì cho cha. Riêng Trang chưa vướng bận, nên gánh vác việc này. Tuy nhiên, cô gái này lo lắng cho rằng, sau này nếu cứ ở nhà chăm sóc cha, thì không thể đi làm, để kiếm tiền nuôi cha. Con cứ sợ sau này khỏe, cha con tiếp tục đi lang thang, rồi bị tai nạn làm khổ cho nhiều người. Con chỉ ước, có một mái ấm, hay trung tâm nào đó nhận cha con, để con ở ngoài đi làm kiếm tiền, phụ nuôi cha, vì đời ông ấy đã quá khổ rồi. Đứa con gái út vừa nói vừa nhìn cha, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh mà khóc.
ly kỳ cây sồ 300 tuổi và ngôi miếu cổ ở Phan Thiết. Nhiều chuyện ly kỳ về cây sồ cổ thụ hơn 300 tuổi và ngôi miếu cổ ở Phú Tài, thành phố Phan Thiết. Khi biết chúng tôi muốn sưu khảo tư liệu về vùng đất Văn Thánh, Phú Tài, những người An Tường cho rằng phải biết tới cây sồ cổ của gia đình họ Đỗ. Đây là một nhân chứng có tuổi đời hàng trăm năm, hiện vẫn đang phát triển. Tại nơi địa linh này, Văn Thánh được xem là đất xưa, trù phú ruộng vườn và cũng là nơi trung tâm hành chính cấp tỉnh của Bình Thuận một thời. Từ đường Võ Văn Tần rẽ vào con đường đất nhỏ khoảng 200 mét sau lưng những dãy nhà quê đã được đô thị hóa là một khung cảnh đẹp ngỡ ngàng. Giữa khu ruộng rộng lớn, sừng sững một cây sồ khổng lồ. Con đường đất nhỏ men theo chân ruộng, ngang qua cây sồ làm chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh cây đa đầu làng của làng quê Việt. Cây sồ có chiều cao khoảng 50 mét với dáng vẻ uy nguy, to lớn và mạnh mẽ. Do vào mùa sinh trưởng vừa thay lá nên tán cây sum suê, đường kính rộng hơn 40 mét, bao quanh gốc, gồm cả phần rễ phụ, rộng gần 20 mét. Sọc là loài cây mà các nhà nghiên cứu thực vật xếp vào một trong tứ trụ, xanh, si, sung. Sọc thuộc hàng quý hiếm và đại diện cho trường trọ. Ông Đỗ Văn Chính, 62 tuổi, đang sống tại ngôi nhà tự của họ Đỗ và là người quản lý, chăm sóc cây sồ cổ hàng ngày. Ông kể theo gia phả họ Đỗ, tổ tiên của ông Chính từ 300 năm trước đã rời Quảng Nam vào Bình Thuận lập nghiệp. Ngày ấy, ba anh em họ Đỗ là nông dân nghèo, khi đến Phan Thiết đã mê mẩn khi thấy đất đai trù phú và khí hậu mát mẻ. Mỗi người trong số họ chọn một làng để dừng chân. Riêng ông Đỗ Hữu Dư là tổ tiên của ông Chính đã chọn vùng đất Đại Tài, nay là Phú Tài, nằm bên cạnh con sông Cà Ti, còn quan sơ ít người sinh sống, làm nơi định cư. Ông khai quang và dựng nhà trên mảnh ruộng của mình. Nhưng rồi do nước sông Cà Ti thường dâng cao làm ngập lụt nhà nên ông Dư đã chọn một thuộc đất cao dưới tán cây sồ cổ thụ trong vùng để làm nhà. Khu đất và cây sồ ngày ấy được gia tộc họ Đỗ gìn giữ từ đó đến nay. Như vậy, cây sồ đã có từ trước thời ông tổ của tôi là ông Đỗ Hữu Dư vào định cư. Tức trên 300 năm, ông Đỗ Văn Chính khẳng định những câu chuyện kỳ lạ. Nhiều bậc cao niên trong làng Phú Tài kể lại, cây sồ này rất thiêng, nếu ai mạo phạm đến cây này, xem như có chuyện. Những người này còn kể thêm, trong thời thuộc Pháp, lính Pháp từng cho rằng cây sồ là đài quan sát của Việt Minh nên đã huy động một đơn vị chặt cây. Tuy nhiên, bất kỳ người lính nào trèo lên, dung dao được vài nhát là té lộn nhào. Ngay cả người chỉ huy trèo lên cây rồi xuống đất, chỉ vừa bước được vài bước thì đầu óc quay cuồng, lăn ra bất tỉnh. Từ đó, lính Pháp không bao giờ dám bén mảng tới cây sồ nữa. Cũng có người kể chuyện người Nhật nghi dưới gốc cây có tiền vàng nhưng không dám đào vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Một vị cao niên còn kể, những khi trong vùng lụt lội, dân làng đều đến tá túc dưới gốc cây sột. Bởi vì đất dưới gốc cây sột luôn khô ráo, dù xung quanh nước có ngập trắng đồng. Cũng có người nói cây sột này có khả năng dự báo thời tiết. Ngày xưa, người làng hễ thấy gốc cây chuyển sang màu trắng đục thì ngày mai trời bắt đầu có dông bão, còn màu vàng sậm, trong tháng đó nắng to. Ông Võ Văn Dân hiện là hộ tự đình Phú Tài, kể với chúng tôi, nhà ông cũng ở gần cây sột. Khi ông còn nhỏ, hàng năm tới mùa trái sột chín, hàng ngàn con chim cu xanh trên rừng về ăn trái, đậu kín cả cây sột. Ông Dân cũng cho rằng đó là hình ảnh sống động nhất của câu tục ngữ đất lành chim đậu của Việt Nam ta. Với chúng tôi, những câu chuyện trên không biết đâu là thực hư, nhưng nó cũng góp phần tạo nên nhiều điều ly kỳ về cây sột cổ thụ này. Ngôi miếu cổ. Đứng từ xa nhìn lại, không ai có thể ngờ rằng phía trong cây sồ cổ thụ um tùm lại có ngôi miếu cổ đã hàng trăm năm tuổi. Miếu thờ một người phụ nữ, một thành viên của gia tộc họ Đỗ thể. Lúc nhỏ ông có nghe người lớn kể lại rằng, từ thủ Khai Sơn, một người con gái của gia tộc họ Đỗ bị tai nạn chết khi mới 15-16 tuổi. Theo phong tục, người con gái đó không được thờ trong nhà, nên gia đình đã lập một ngôi miếu nhỏ dưới chân cây sồ. Đến giờ, gia tộc của ông vẫn gọi tên ngôi miếu này là miếu tổ cô họ Đỗ. Tuy nhiên, theo chúng tôi tìm hiểu, nhiều người cho rằng đây là ngôi miếu thờ bà Thủy Thần, một trong năm vị nữ thần, ngũ hành đương nương, theo phong tục dân gian của người Việt.
Cụ thể, ở vùng nóng bức quanh năm thường xảy ra hỏa hoạn, thì hành hỏa được lập miếu thờ. Dùng duyên hải sông Rạc thì thờ thủy thần. Dùng rừng núi thì thờ bà chúa Thượng Ngàn. Dùng trồng lúa trồng màu thì thờ thổ thần, vân vân. Một số vị cao niên ở làng kể lại, trước năm 1975, cứ 3 năm một lần, người làng đều tổ chức cúng miếu, rất linh đình, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Những bà bóng rỗi và nhiều phường hát được mời đến hát múa theo phong tục của người miền Trung. Sau này, tục lệ trên dần mai một, gia tộc họ Đỗ hiện vẫn duy trì lễ cúng này, nhưng quy mô nhỏ hơn. Cần bảo tồn, cây sồ hơn 300 tuổi này không chỉ đơn thuần là cổ thụ mà còn là một nhân chứng lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tâm linh của người dân cũng như lịch sử hình thành, phát triển của thành phố Phan Thiết. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt hiếm có nằm trong danh sách những cây cổ thụ quý hiếm của Việt Nam nên cần được nhà nước bảo tồn, cắm bản ghi danh để các nhà văn hóa, nhà khoa học và cả người dân Phan Thiết lẫn du khách đến tham quan, tìm hiểu.